Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay bên em xin được giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc xe nó hàng hơi độc một chút, cho anh chị nào thích cá tính, thích sự đặc biệt và ít đụng hàng anh chị nhá. Một chiếc xe mà nhìn nó như là một cái bao diêm luôn. Đấy, nó là phiên bản to hơn của chiếc Mini Cooper, nhưng mà lại bé hơn Land Rover. Kiểu dáng thì khá là la lá giống nhau. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014 tại Hàn Quốc anh chị nhé. Đó là chiếc Kia Soul, mang biển 15 Hải Phòng, và ngoại thất là màu trắng. Một chiếc xe full công nghệ luôn anh chị ạ. Kiểu dáng của nó thì khá là thực dụng, khá là cá tính. Nó không có gì đặc biệt nhiều. Nhìn có thể nói một cách là có nhiều anh chị thì nói là thiết kế hơi thô, nhưng nó mang lại cái khoảng không gian nội thất bên trong cực kỳ là rộng rãi anh chị ạ. Đấy, nổi bật ngoại thất chiếc xe Soul nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc năm 2014 này đó là một bộ vành thiết kế rất là thể thao anh chị nhé. Vành phay dạng na răng lớn với kích thước vành là 18 inch. Quá là lớn đúng không anh chị? Kích thước vành này thì thường chỉ sử dụng cho những chiếc xe SUV. Chiếc Kia Soul này có thể coi là cũng là một chiếc SUV được anh chị nhé. Gầm cao máy thoáng, đi trong phố thì không lo ngập nước. Đấy, nhìn vào ngoại thất chiếc xe Soul này thì về phía sau xe không thể lẫn được với chiếc xe nào anh chị ạ. Một thiết kế rất là cá tính với cụm đèn sau ôm viền ở hai bên, thiết kế đường cong với cái đèn phanh rất là lớn. Bên trong là kết hợp đèn sinh nhan và đèn phanh. Đấy, rất là cá tính anh chị ạ. Tổng thể phía sau xe nhìn nó rất là vạm vỡ, và cái phần đuôi xe nó được nâng cao lên giúp tạo ra cái khoảng không gian nội thất, cái cốp để đồ này cực kỳ là rộng anh chị ạ. Đấy, rất là rộng. Xe bên em thì vừa về em quay để gửi tới quý anh chị luôn, thế nên là có một số bên em chưa dọn nội thất. Đấy, chưa dọn nội xuất thất và cũng chưa sơn tỉa gì. Đấy, xe mộc anh chị nhé. Tuy nhiên thì xe zin 100% luôn, tất cả những con ốc cũng zin hết anh chị ạ, từ ốc cốp sau đến ốc cabo. Đấy, chiếc xe này em quay thì giới thiệu với anh chị nhiều một chút về những cái phần công nghệ của nó cũng như là cái tính thực dụng của nó. Đấy, đầu tiên nó là cái khoảng cái cốp sau này. Cái cốp sau này các chị thì rất là thích thú đây, bởi vì nó chứa được rất nhiều đồ. Cái thể tích của nó rất là lớn. Đấy, thiết kế hai ngăn anh chị nha. Ngăn trên thì có thể chúng ta để những cái đồ nhẹ, mũ nón này, quần áo. Và phía dưới chúng ta để những cái đồ khác nặng hơn. Đấy, cốp sau cũng rất là tiện lợi cho chị em phụ nữ, đó là nó trang bị hai thanh thủy lực hai bên, hỗ trợ cái việc mở xe rồi là đóng xuống nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đấy, bác chủ thì có dán cái viền, dán viền trên lóc xe nhá, nhìn nó rất là cá tính. Đấy, còn nguyên bản của nó tất cả là màu trắng hết anh chị ạ. Đấy, bác chủ cũng rất là chăm chút cho xe đấy ạ. Đấy, cộng thêm cái gáo gương là cũng dán đỏ rồi anh chị nhá. Đấy, nhìn tổng thể chiếc xe nó có điểm nhấn anh chị ạ. Và cụm đây là cụm đèn trước zin của xe, với đèn bóng chiếu dạng projector, nguồn LED, có giải đèn LED ban ngày. Đấy, đèn chiếu xa là halogen phản xạ đa chiều thôi. Đấy, cái phần cản trước này bên em về còn chưa kịp rửa đây. Đi đường tối qua em đi lấy về thì nó hơi nhiều muỗi. Đấy, nhìn nó nấm đấy là muỗi. Muỗi nó chết nha anh chị nhá, chứ không phải xước xác gì đâu. Đấy, cái phần cản trước nhìn nó cũng rất là cá tính. Đấy,
cái hai cái đèn gầm nó bè ra hai bên kết hợp với lại lưới tản nhiệt màu đen. Đấy. Nó cảm giác như là một con cá hay một con ếch gì đấy nó đang há mồm. Nhìn cái phần đầu xe nó rất là ngạo nghễ anh chị nhá. Cụm đèn bên lái cũng là nguyên zin. Đấy là về ngoại thất của xe. Đấy. Kia Soul nha anh chị nhá, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc năm 2014. 2014 thì nó đã lên form mới rồi. Và đầu tiên mở cửa đó là cái tay nắm cửa dạng lớn này. Nhìn nó kết hợp với thân xe nhìn nó khá là khỏe khoắn. Đấy, có cảm biến mở cửa tức là có gì ạ? Có chìa khóa thông minh khởi động nút bấm. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm nha anh chị nhá. À, cái đặc biệt ở trên chiếc xe Soul này nó là bước vào không gian nội thất. Nó mang nặng tính thực dụng anh chị ạ. Thế nên là cái khoảng người ngồi này cực kỳ là rộng rãi. Thiết kế ghế thì ghế da hai màu, thiết kế kiểu thể thao ôm người. Và da này là da zin theo xe từ mới anh chị nhé. Vẫn còn nguyên bản theo xe. Đấy, cái mặt ghế này chất liệu da rất là tốt. Đấy, có cái viền má ghế này nó hơi bị bạc bạc một chút thôi. Cái này da xịn thì một thời gian xe nào cũng vậy anh chị nhé. Đấy, chất liệu da rất là xịn, mặt ghế còn căng này. Đấy, và nó rất là hiện đại. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng anh chị nhé, 10 hướng luôn. Đấy, rất là tiện lợi cho người sử dụng. Đấy. Và hàng ghế bên phụ, chiếc ghế bên phụ cũng vậy, da zin theo xe anh chị nhé. Đấy, vẫn là cái thiết kế kiểu thể thao với hai màu, ngồi rất là ôm người. Và nhìn vào bên trong nội thất nó có điểm nhấn tông màu đen và nâu da bò. Đấy. Tắp ni cửa thì nguyên zin, kết hợp giữa phần nhựa đen và phần da nâu. Đấy, tay nắm cửa trong thì thiết kế cũng rất là cá tính nhá. Và được mạ bạc, nhìn nó sang cái xe. Đấy. Gương chiếu hậu thì đây anh chị nhìn đây thì anh chị biết đó là gương chiếu hậu ngoài cũng có chế độ auto tự động gập khi khóa cửa xe nhá. Gập điện và chỉnh điện thì đương nhiên rồi. Chúng ta không nói nhiều về cái đấy nữa. Đấy. Ừ. Cái em thấy thích thú ở đây nó là cái phần da táp ni cửa này nó cũng được trang bị da rất là xịn sò. Đấy. Và cái phần nhựa bóng này nhìn nó sang. Em chỉ đánh giá cái xe này ở cái phần nhựa này thôi. Đấy, nó ở cửa lái anh chị nhé. Nó hơi xước hơi nhiều một chút. Đấy, nếu mà anh chị nào cẩn thận thì mua về có thể là gì ạ? Chúng ta ốp lại giả carbon hoặc là ốp chống xước vào nhìn nó đỡ bị như này. Đấy, điểm trừ duy nhất trên chiếc xe Soul này đó là cái phần táp ni nhựa ở cái cửa này thôi. Đấy. Nào, đi đến phần hàng ghế thứ hai nào. Đây, tính thực dụng thể hiện rất nhiều ở cái hàng ghế thứ hai này. Anh chị nào mà có cái chiều cao từ 1m8, 1m9 thì em nghĩ là ngồi hàng ghế thứ hai này cũng rất là thoải mái thôi. Với lại cái thiết kế thì giống hàng ghế trước tông hai màu. Đấy, và cái hàng ghế thứ hai nó có độ nghiêng này. Nó nghiêng khoảng 20-30 độ. Đấy, ngồi rất là thoải mái. Và cái thứ hai nữa, chúng ta bước vào cái hàng ghế thứ hai phải nói là rất tuyệt vời anh chị ạ, ngồi quá là thoải mái luôn. Không chỉ riêng em thì cao có 1m68 thôi, hơi thấp một chút, nhưng mà anh chị nào mà cao đến 1m8, 1m9 em nghĩ là ngồi chiếc xe này nó cũng rất là thoải mái. Nó không chỉ thoải mái ở cái đầu gối đâu, nó còn thoải mái ở cái trần xe được nâng lên rất là cao. Tại vì sao mà nhìn bên ngoài nó vuông vức như thế? Bởi vì trần xe rất là cao. Đấy, cái đầu người này cảm giác là ngồi nó rất là thoáng. Thoáng ở đây kết hợp với nữa đó là trên chiếc xe này được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh chị nhé. Rất là hiện đại luôn. Từ trên xuống dưới này anh chị này. Đấy, thế nên là nó tạo ra một cái khoảng không gian nội thất là cực kỳ là rộng rãi và thoải mái cho người ngồi bên trong. Đây là thiết kế tổng thể của chiếc Kia Soul 2014 nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy. Sự kết hợp giữa da và nhựa nó khá là hài hòa anh chị ạ. Đấy, tông màu đen và màu nâu. Cái da màu nâu nhìn
Càng lâu thì nó càng sang anh chị ạ. Đấy, táp ni cửa kìa. Đến táp lô nhá. Đấy, thiết kế của sâu thì rất là trẻ trung rồi. Và cái vô lăng kia là rất đáng đồng tiền bát gạo. Chút nữa em sẽ giới thiệu chi tiết đến quý anh chị và các bạn. Sâu này thì động cơ là 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp anh chị nhá. Với 3 chế độ lái cực kỳ là thích thú luôn và tiện dụng luôn anh chị ạ. Bao gồm chế độ tiết kiệm nhiên liệu, eco, chế độ thường và chế độ thể thao. Đấy, gương chiếu hậu trong thì chống đói chói tự động rồi. Ok không ạ? Đây. Đây là cái táp ni cửa. Táp ni cửa thì cả 4 cửa thì táp ni chỉ mất một chút cái táp ni cửa người lái thôi nhé. Còn lại tất cả các táp ni cửa của chiếc xe này đều giữ được nguyên zin và còn đẹp. Đấy, từ cái phần nha ra này đến phần nhựa. Đấy, nó không bị xước. Đúng không ạ? Da này rất là xịn sò này anh chị này. Đấy. Và tay nắm cửa trong này. Cá tính đúng không anh chị? Đấy. Loa đây, loa trang bị 6 loa anh chị nhá. 4 cánh cửa và 2 loa ở hai bên táp lô nữa. Đây là hàng bên phụ nha anh chị nhá. Xe thì em không quay nhiều về cái độ zin nữa vì bên em có cam kết là xe zin luôn rồi anh chị ạ, không mất phân keo chỉ nào. Đấy. Đây là táp ni cửa này của bên phụ anh chị nhá. Vẫn là chất liệu da và da còn giữ được đẹp. Đấy, phần nhựa cũng không bị xước. Đấy, tay nắm cửa trong mạ bạc này. Cái mạ bạc này nó xịn sò thế nên là theo thời gian nó cứ bóng đi. À, nó cứ nhìn nó không bị phai cái bạc này đi, nhìn nó không bị xấu nha anh chị nhá. Đấy, nhìn vào không gian nội thất nó có điểm nhấn này, những cái chi tiết mạ bạc. Đấy, loa này. 6 loa anh chị nhá, và thiết kế loa cũng rất là cá tính luôn. Đấy, dành cho anh chị nào mà không thích đụng hàng. Đấy. Không thích đụng hàng. Thích sự cá tính, thích sự riêng biệt của mình. Và xe thì rất là hiện đại. Lại còn được nhập khẩu nguyên chiếc nữa. Đây là táp ni cửa cho hàng ghế thứ hai phía bên phụ. Đấy, anh chị thấy không? Táp ni còn zin và còn rất là đẹp. Đúng không ạ? Da nhựa. Tay nắm cửa trong. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần vô lăng rồi. Táp lô, táp ni, trang bị DV, hệ thống âm thanh nào. Đấy. Xe rất là hiện đại anh chị nhé. Đây là hệ thống chống trơn trượt này, cân bằng điện tử này. Ở đây nó có một cái nút chỉnh cái độ cân bằng của hệ thống âm thanh rất là tiện lợi. Và cái viền nó được mạ bạc rất là sang nhé, nhìn rất là sang luôn anh chị ạ. Xe thì chạy được 10 vạn km rồi, 10 vạn 7 km anh chị nhé. Đấy, cái đáng đồng tiền bát gạo ở trên cái vô lăng này này anh chị này. Đấy, cái tròn tròn đầu tiên này, đó là cái hệ thống gì anh chị? Đó là hệ thống ga tự động cruise control. Đấy, rất là tiện lợi khi chúng ta đi ở những cái cung đường dài, đường cao tốc anh chị nhá. Đấy. Bên cạnh này là cái gì? À, đây, mode đây. Mode mà có cái vô lăng này, khi mà em ấn lên đây, nó sẽ hiển thị lên cái màn hình hiển thị đa thông tin. Đó là chế độ gì ạ? Chế độ lái, 3 chế độ anh chị nhá. Đấy, khi mà anh chị chọn chế độ sport, anh chị đạp ga, nó sẽ cảm giác nó như là dính lưng vào ghế ngồi luôn đấy anh chị ạ. Đấy. Bên cạnh đó thì có chế độ comfort này, chế độ lô lan này. Đấy, 3 chế độ lái nha anh chị nhá. Rất là hiện đại và lái nó mang lại cái cảm giác rất là thích thú luôn. Đấy. Cái viền này nó cũng thiết kế khá là tinh tế này, với lại mạ bạc này, mạ chrome này anh chị này. Đấy. Hệ thống cái này là nút điều chỉnh âm thanh nhé. Đàm thoại rảnh tay này. Còn đây là chỉnh cái màn hình hiển thị đa thông tin kia. Đấy. Hệ thống âm thanh thì nó chỉ được trang bị CD thôi anh chị ạ. Đấy, thiết kế thì khá là cá tính luôn. Đấy. Tuy nhiên thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể
thay đổi bằng cái màn hình Android cũng được, nhưng em nghĩ là đẻ này nó rất là cá tính, hơn nữa là nó gì, nó là nguyên bản thì nghe cái âm thanh nó cũng rất là hay. Hệ thống điều hòa tự động rồi, và đối với những cái chiếc xe Hàn Quốc này bao giờ nó cũng có những cái chế độ gì ạ, sưởi này, sấy ghế này, đấy cả hai bên luôn anh chị nhé, sưởi sấy ghế rồi là thoáng, bật chế độ thoáng khí này, ngồi nó rất là thích thú luôn. À, nút start stop thì thiết kế là khá là đặc biệt, khác hẳn so với những chiếc xe khác. Hôm qua em đến em mua mà em nên em nổ máy mà em tìm mãi, cứ nhìn ở phía này không phải, đây nút start stop cũng khá là cá tính. Đấy, hộp số tự động 6 cấp. À, cần số thiết kế cũng rất đặc biệt. Đó. Và cái cần số này là nguyên bản anh chị nhé, nguyên bản và nó còn đẹp này, bởi vì là cái phần da của củ số này nó được bọc rất là xịn sò. Đấy, cái phần da này. Đấy, cộng thêm là cái đầu củ số này. Đấy, thiết kế nó rất là cá tính luôn. Đấy, trần thì vẫn là giữ được trần nỉ nguyên zin theo xe, và cửa sổ trời toàn cảnh khi mà chúng ta lái xe chúng ta, đặc biệt là cái trời hôm nay nó mát rời anh chị ạ. Đấy, nó không nắng. Đấy, mở đây nhá. À, chúng ta có thể là mở, chúng ta không mở ấy, mà chỉ mở cái lớp vải che ra. Đấy, tạo ra một cái khoảng không gian bên trong, cảm giác nó rất là thoải mái luôn. Còn chúng ta mở cả ra thì nó hơi bụi nếu mà đi ở đường thành phố. Đấy, loa này, cửa gió kết hợp với thiết kế loa rất nhìn rất là cá tính luôn. Rất là đặc biệt anh chị ạ. Đấy, rất là đặc biệt. Xe thì được trang bị 6 túi khí anh chị nhé. Xe trang bị 6 túi khí. Đấy. Và với cái mức giá rất là hợp lý luôn, dành cho anh chị nào thích cá tính một chút. Một chiếc Soul, xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, sản xuất vào năm 2014, đã lên form mới rồi. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ có 550 triệu đồng anh chị nhé. 550 triệu đồng và giá cả có thể bao rút hồ sơ, có bao rút hồ sơ và có thể thương lượng khi mà anh chị đến xem xe trực tiếp tại bên em. À, chiếc xe này là em quay mộc anh chị nhé, quay mộc luôn đấy ạ. Đấy, vừa về em quay luôn. Đấy, vừa không nói với anh chị đây. À, trên cái cụm đèn đằng trước thì nó được trang bị là hệ thống rửa đèn tự động này. Đấy, rất là hiện đại. Cảm biến góc trước này. Đấy, đầy đủ hết, chẳng thiếu thứ gì. Xe trang bị rất hiện đại. Và gầm cao máy thoáng anh chị nhé. Đấy. Xe thì bên em là cam kết là máy số zin nhá, keo chỉ không mất phân nào. Đấy, anh chị hoàn toàn an tâm khi đến xem xe trực tiếp ở bên em. Có bao ship toàn quốc anh chị nhé. Chúng ta sẽ thỏa thuận giá cả cụ thể đối với từng địa điểm một anh chị ạ. Bên em có hỗ trợ giao xe toàn quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.